Hà lây đổi phong cách diện bikini khoe thân hình chuẩn. Sau thời gian dài diện đồ nữ tính, hot girl Hà lây khoe loạt ảnh diện bikini một mảnh khoe body gợi cảm. Trên trang cá nhân, Hà lây Bùi Thanh Hà, sinh năm 1994 đang loạt ảnh diện bikini sau thời gian dài chuộng đồ bánh bèo, nữ tính, trong các bức hình. 9X mặc đồ tắm một mảnh, màu đen chân, nhưng, vẫn nổi bật quyến rũ nhờ body nóng bỏng. Thả nhẹ tí, vì mọi người hay bảo mình mặc đồ thùng, thình, cô viết, so với thời điểm mới nổi tiếng nhiều dân mạng nhận ra 9X có vòng một lớn bất thường, và cho rằng có thể cô đã đụng chạm dao kéo, tuy nhiên, hot girl Hà Thành chưa từng lên tiếng về việc này. Trong chuyến du lịch lần này, Hà Lây và hội bạn thân gồm Kỳ Duyên, Diệp Lâm Anh, Minh Triệu, Vicky Lam Cúc, cùng diện bikini đen khoe body, phía dưới bài đăng của hot girl Hà Thành, nhiều dân mạng. Để lại bình luận khen ngợi, và hy vọng cô, sẽ chăm chỉ theo đuổi gu thời trang sexy, Hà Lây là một trong số những hot girl hoạt động ít. Cô chỉ tham gia các sự kiện ít nhận lời làm mẫu ảnh hay gương mặt đại diện. Hiện tại, 9X là chủ cửa hàng thời trang thiết kế ở Hà Nội. Lướt trang cá nhân của Hà Lây. Dễ dàng nhận ra cô thường chọn những bộ đồ khá dài, rộng và dấu dáng, được coi là một trong những rickit đình đám ở Hà Nội. 9X sở hữu bộ siêu tập đồ hiệu gồm nhiều túi sách, giày, mắt kính của các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Sanen, Dior, Gucci. Ngoài ra, chuyện tình cảm của Hà Lây cũng nhận được nhiều sự chú ý, sau mối tình đình đám với thiếu gia Hà Quang Dũng. Hiện tại 9x đã có bạn trai mới nhưng không công khai trên trang cá nhân, thỉnh thoảng cô chỉ úp mở bằng những bức ảnh che mặt nửa kia khéo léo. Hãy để lại bình luận của bạn, nó sẽ giúp ích những người xem khác. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.